Đa phần trong mỗi chuyến hành trình đến với miền đất Cù Lao nào đấy, chúng tôi đều phải ngược xuôi trên những chuyến phà. Đối với nhiều vùng Cù Lao, ngoại trừ những chiếc tắc rán, thì phà là phương tiện chính giúp người dân qua sông, mưu sinh, học hành, kết nối với những vùng đất hứa bên ngoài. Nhắc đến phà, người dân miền Tây, nhất là ở dân xứ Cù Lao nào đó, đã quá đổi thân quen. Hàng trăm năm qua, đôi bờ sông Hậu, sông Tiền luôn cách trở, có những miền xa lắc nhau ngoài tầm tay giới. Vậy rồi, từng chuyến phà ngang ở các con sông lớn nhỏ dần xuất hiện, nối tạm hai bờ. Xưa kia, dù lên huyện, xuống tỉnh, thậm chí ghé vùng lân cận ngay kế bên cũng phải lụy ít nhất một chuyến phà. Ngày nay, tuy có nhiều chiếc cầu hiện đại làm thay nhiệm vụ, nhưng do điều kiện địa lý sông Ngòi chằng chịt, nên nhiều vùng Cù Lao vẫn còn sớm hôm gắn bó với những chuyến phà xuôi ngược, mang theo khát vọng đổi đời, niềm tin đổi mới của người Cù Lao đến với đất liền. Đối với người dân Cù Lao, phà không chỉ là phương tiện giao thông, mà còn sớm đã trở thành người bạn keo sơn. Dĩ nhiên, ai cũng mong ngóng những cây cầu hiện đại. Nhưng với họ, dù có cầu hay không, thì từng chuyến phà ngày đêm xình xịch qua sông luôn có một vị trí rất riêng. Bởi lẽ, chiếc phà đánh dấu một bước tiến đáng kể từ những chuyến đò bơi bằng tay, khi được thiết kế bằng sắt, chạy bằng động cơ lớn. Vậy nên mới bắt đầu đưa vào hoạt động đã làm sôi nổi cả một địa phương. Đầu trên xóm dưới nôn nao vì quê mình đã có phà. Theo đó, những con đường cũng được bê tông quá khang trang. Dân xứ Cù Lao tự hào: xe giờ chạy tới nhà tôi rồi nha. Mỗi lần tạm dừng chân ở chuyến phà nào đó, chúng tôi lại được lắng nghe từng câu chuyện về vùng đất Cù Lao sắp đến, như đoạn mở đầu của hành trình thú vị phía sau. Hiện tại, những chuyến phà còn lại trở thành điểm nhấn cho khách du lịch khi đến với miền Tây sông nước. Bước xe lên phà, xe cộ xếp ngay ngắn. Khi phà rời bến cũng chính là phút giây nghỉ ngơi thư giãn của lữ khách đường xa, với những cơn gió mát rượi thoáng qua, mang theo hơi nước nặng mùi phù sa, lẫn trong tiếng sóng rì rào im ả. Kể từ khi có phà, xe qua lại tấp nập, người dân xung quanh bến phà cũng có thêm công việc buôn bán thức ăn, nước uống. Những chiếc xe bán hàng rong cũng men theo chuyến phà mà mưu sinh. Không khí trở nên nhộn nhịp cả một vùng. Cũng nhờ những chuyến phà qua lại, kinh tế địa phương ngày càng phát triển, trẻ con thuận lợi theo đuổi giấc mơ cùng con chữ. Người lớn tuổi vui mừng vì đường đến cơ sở y tế dễ dàng hơn. Nông dân phấn khởi vì nông sản có hướng đi mới. Vậy đó, không chỉ đơn thuần là phương tiện đưa đón hai bờ, mà những chuyến phà còn chở đầy niềm vui buồn trong cuộc sống. Đó mới chỉ là một phần trong vô vàn những điều ghi tâm của mọi người dân xứ Cù Lao về những chuyến phà qua lại những dặm sông đầy thương nhớ. Giờ đây, nhiều chuyến phà dần lui vào quá khứ sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình. Thay vào đó là những cây cầu hiện đại, nối liền đôi bờ, liên tỉnh. Cổng trên mình một vận mệnh vô cùng lớn lao, là tuyến đường huyết mạch nối các tỉnh phụ cận về thành thị phố phường, tạo cơ hội mở rộng giao thương. Cũng chính nhờ những cây cầu công trình thế kỷ mà các nông sản của vùng đất trụ phú miền Tây sông nước có cơ hội vươn ra thị trường lớn, tăng giá trị kinh tế một cách đáng kể. Hẳn nhiều năm về sau nữa, khi xã hội ngày một hiện đại hơn, chúng tôi tin rằng sự trắc trở về đò dọc, đò ngang hay những chuyến phà xuyên qua Cù Lao sẽ dần trở nên xưa cũ. Khi ấy, người già lại bắt đầu kể cho bọn trẻ nghe về bến phà hoài niệm, như nhắc nhở và trân trọng về một thời gian khó nhưng đầy khát vọng sống. Đấy là niềm tin
để những dải đất cù lao biệt lập về địa lý có được thành quả như ngày hôm nay. Nhiều người cù lao vẫn băn khoăn khi nghĩ đến một mai cây cầu sẽ được xây dựng, dần thay thế những chuyến phà. Vẫn biết rồi cuộc sống cũng phải đổi thay, nhưng lại thấy lòng xốn xang nếu thiếu tiếng còi hú trên triền đê gió thổi. Sẽ chẳng còn cảm giác đợi phà sang sông như đợi miền ký ức tuổi thơ. Bến sông, bến phà rồi sẽ thành hoài niệm để khách sang sông mãi thương nhớ những chuyến phà. Thế nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Thời điểm hiện tại, nhiều người cù lao vẫn còn bền bỉ với những chuyến phà. Với họ, chúng không chỉ là phương tiện kết nối với đất liền, mà còn chuyên chở cả khát vọng vươn lên, hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho vùng đất cù lao, đến với mọi miền đất hứa.